về tương lai của những binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov. Liệu sẽ được trao trả về Ukraine hay phải chịu một mức án do quân đội Nga xét xử? Mới đây, Điện Kremlin lần đầu tiên lên tiếng về số phận của binh sĩ cực hữu Ukraine, cụ thể là không đồng tình với chính sách trao đổi tù binh của Tổng thống Zelensky. Đặc biệt hơn, theo các chuyên gia quân sự nhận định, việc quân đội Ukraine buông vũ khí đầu hàng có thể do đã giải quyết xong những con cá lớn quan trọng. Chi tiết như thế nào, chúng tôi sẽ có trong bài phân tích ngày hôm nay. Các chiến binh Azov phải đối mặt với phiên tòa ở khu vực ly khai. Nga cho biết vẫn thực hiện trao đổi tù binh với Ukraine, nhưng trong trường hợp các chiến binh thuộc tiểu đoàn Azov vừa đầu hàng thì lại khác. Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk của miền đông Ukraine nói rằng, các chiến binh Ukraine đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol sẽ phải đối mặt với phiên tòa trong khu vực ly khai. Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời ông Denis Pushilin cho biết, các tù nhân từ Azov đang bị giam giữ trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Việc tổ chức một tòa án quốc tế trên lãnh thổ của nước Cộng hòa cũng đã được lên kế hoạch. Báo cáo không nêu rõ những tội danh mà các chiến binh sẽ phải đối mặt. Trong khi Ukraine hy vọng có thể trao đổi tù binh để giải cứu các chiến binh đã hàng Nga tại Mariupol, thì Nga có những ý kiến khác. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin trả lời, đất nước chúng ta đối xử nhân đạo với những người đầu hàng hoặc bị bắt. Nhưng đối với bọn quốc xã, lập trường của chúng ta không nên thay đổi. Đây là những tội phạm chiến tranh và chúng ta phải làm mọi cách để chúng hầu tòa. Trong khi phía Nga mô tả các chiến binh Ukraine, gồm cả binh sĩ trong tiểu đoàn cực hữu Azov khi ra đầu hàng, thì Ukraine gọi đó là một cuộc sơ tán. Nga không coi đây là các chiến binh như quy ước mà coi là tội phạm chiến tranh. Đặc biệt với các chiến binh lê dương nước ngoài mà phương Tây gọi là chiến binh tình nguyện thì Nga coi là lính đánh thuê nên cũng không cho hưởng quy chế về tù binh. Dự kiến ngày 26 tháng 5, Tòa án tối cao Liên bang Nga sẽ ra phán quyết về việc chỉ định tiểu đoàn Azov là tổ chức khủng bố hay không. Nếu bị khép là khủng bố thì họ sẽ bị đem ra xét xử. Văn phòng Tổng công tố Nga được cho là đang tổ chức các cuộc họp bàn kín về một bản luận tội. Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin tuyên bố rằng không thể giao nộp các tù nhân chiến tranh Ukraine, người mà ông mô tả là tội phạm phát xít. Còn Leonid Laskai, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về quốc tế của Duma, đồng thời cũng là thành viên trong đoàn của Nga đang đàm phán với Kiev, đã đề nghị đưa các thành viên của tiểu đoàn Azov ra xét xử, cũng như áp dụng lại án tử hình vốn không được áp dụng từ năm 1996. Cả thế giới nên thấy rằng những người theo chủ nghĩa cực hữu tại Ukraine đáng bị hành quyết, ông nêu quan điểm. Trong khi đó, người đứng đầu Ủy ban điều tra của Nga Alexander Bashishkin cho biết họ đã tiến hành các cuộc điều tra hình sự đối với những người được Nga coi là lính đánh thuê nước ngoài chiến đấu cho Ukraine. Dựa trên những dữ liệu có sẵn, đã củng cố hồ sơ khởi tố hình sự với 75 lính đánh thuê đang tham gia vào các hoạt động thù địch bên phía Ukraine. Chúng tôi biết rằng họ đến từ Vương quốc Anh, Mỹ, Na Uy, Canada, Georgia và các quốc gia khác, ông Bashishkin tuyên bố hồi thượng tuần tháng 4. Thưa các bạn, tại chảo lửa Mariupol, phải chăng Nga đã để lọt mất cá lớn? Ngày 20 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, miền nam Ukraine. 531 binh sĩ Ukraine cuối cùng đã đầu hàng, đưa tổng số người bỏ vũ khí đầu hàng lên tới 2.439 người. Quân đội Ukraine đã cố thủ tại nhà máy hơn 2 tháng. Tại sao cứ điểm được coi là khó bị đánh chiếm này lại đột nhiên đầu hàng? Khi trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, ông giám đốc nhà máy thép Azovstal đã giới thiệu chi tiết về tình hình của nhà máy. Đây quả là một pháo đài khổng lồ dưới lòng đất có sức chứa hàng vạn người. Nó vốn là một công sự phòng không được xây dựng từ thời Liên Xô, có thể chống lại sức công phá trực tiếp của bom nguyên tử. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã, về cơ bản nó đã bị bỏ hoang. Sau khi Nga sáp nhập Crimea, nhà máy này được tiểu đoàn Azov cực hữu sửa chữa và cải tạo. Cuối cùng đã trở thành một pháo đài vững chắc có thể phòng thủ trong một thời gian dài. Sau khi quân đội Nga chiếm tất cả các khu vực đô thị và ngoại ô của Mariupol, tàn dư của quân đội Ukraine đã rút xuống pháo đài ngầm và lợi dụng các nhà xưởng và tòa nhà trên mặt đất làm vị trí bám trụ. Nhờ vậy, nhà máy thép Azovstal đã trở thành một vị trí thực sự vững chắc. Đồng thời, nó cũng là một khúc xương cứng mà quân đội Nga không nhằn được. Vì sao quân đội Nga đánh mãi không chiếm được nhà máy thép Azovstal luôn là vấn đề khiến nhiều người khó hiểu. Thực tế là có 4 cách lý giải chủ yếu. Thứ nhất, nhà máy có thể được coi là một pháo đài quân sự cực kỳ vững chắc. Trên mặt đất có các nhà xưởng dày đặc, kiên cố. Bên dưới là các công sự ngầm khổng lồ, thiết bị hoàn chỉnh, dự trữ đầy đủ hệ thống cấp điện, cấp nước, sinh hoạt hoàn thiện, nên có thể duy trì được thời gian chiến đấu và đảm bảo an ninh lâu dài. Vì ban đầu nó được thiết kế và xây dựng để chống lại các đòn tấn công trực tiếp của bom nguyên tử,
nên tên lửa và bom thông thường khó có thể phá hủy nó. Thứ hai, lực lượng phòng thủ trên mặt đất dựa vào các nhà xưởng chắc chắn và các loại thiết bị khác nhau trong nhà máy thép để phòng ngự. Điều này khiến cho nó dễ thủ khó công. Chính vì thế, quân đội Nga thực sự khó có thể từ mặt đất tiến vào, thanh lọc và chiếm đóng. Thứ ba, quân đội Nga bị hạn chế bởi các yêu cầu nhân đạo. Một số lượng lớn dân thường đã bị tiểu đoàn Azov mà Nga xác định là phát xít mới bắt cóc và mắc kẹt trong pháo đài ngầm. Quân đội Nga không thể dùng các biện pháp tiêu diệt để tấn công. Mãi đến khi dân thường được sơ tán dần, quân đội Nga mới thực hiện các biện pháp mãnh liệt hơn để buộc quân trú phòng đầu hàng. Thứ tư, ông Putin muốn vây bắt được những con cá lớn. Nhiều binh lính và sĩ quan Ukraine đầu hàng trước đó đã khai bên trong nhà máy có các sĩ quan và binh sĩ NATO. Hơn nữa, từ những tin tức hư hư thực thực từ mọi khía cạnh, từ sự quan tâm của Tổng thống Zelensky, NATO, lãnh đạo các nước phương Tây như Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh đối với những người cố thủ, từ những phương pháp giải cứu cảm tử lặp đi lặp lại trước đây của quân đội Ukraine, có thể những người cố thủ trong nhà máy thép Azovstal không chỉ có quân đội Ukraine, mà còn là binh lính và lính đánh thuê của các nước NATO. Sau hết, vấn đề lạ lùng nhất là tại sao lực lượng tử thủ lại đầu hàng một cách đột ngột và bất ngờ như vậy. Một nguyên nhân quan trọng nhất là họ thực sự không trụ được nữa. Sau khi sơ tán hầu hết dân thường bị mắc kẹt trong pháo đài ngầm, quân đội Nga trong mấy ngày qua đã tăng cường mạnh mẽ nỗ lực ném bom và tấn công, đặc biệt là sử dụng bom phốt pho trắng nhiệt độ cao có sức tàn phá khủng khiếp. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân chính rất có thể đã xảy ra. Đó là quân phòng thủ đã sơ tán thành công những con cá lớn quan trọng nhất qua lối đi ra biển. Một số người thì suy đoán rằng các cá lớn đã bị giết người diệt khẩu theo lệnh bên trên và quân phòng thủ lúc này có thể đã đầu hàng. Nhưng toàn bộ vấn đề này cho đến ngày nay vẫn còn là một bí ẩn và e rằng nó sẽ trở thành điều kiện mặc cả giữa Mỹ và Nga. Ukraine đưa ra chính sách trao đổi tù binh sai lầm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky giải thích rằng Ukraine cần những anh hùng còn sống nên các binh sĩ có thể rời nơi cố thủ để bảo toàn tính mạng và chờ đón về hậu phương thông qua chương trình trao đổi tù binh. Còn át chủ bài của Ukraine theo chương trình trao đổi được truyền thông phương Tây đưa tin là chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk. Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine cho biết họ đã bắt giữ ông Medvedchuk, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất ở Ukraine hồi cuối tháng 4 vừa qua. Một số nhà bình luận phương Tây cho rằng nhân vật này là đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã đề nghị Nga trao đổi các tù binh bị lực lượng Nga giam giữ để đổi lấy chính trị gia đối lập Medvedchuk. Tuy nhiên, Tổng thống Nga đã bác bỏ đồn đoán, đồng thời mô tả ông Medvedchuk là một người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Hãng tin Kremlin ngày 23 tháng 5 đưa tin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc thảo luận về việc trao đổi chính trị gia người Ukraine Viktor Medvedchuk để lấy các binh sĩ đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal rất khó có khả năng diễn ra, đồng thời cho rằng phía Ukraine đang đánh giá sai tình hình. Ông Peskov cho biết, chúng tôi đã nói rõ rằng ông Medvedchuk là công dân của Ukraine, không liên quan gì đến Nga và không phải là quân nhân, trong khi những người đã đầu hàng tại Azovstal là những quân nhân và thành viên của các tổ chức dân tộc chủ nghĩa. Đây là những cá nhân hoàn toàn khác nhau, vì thế việc thảo luận về bất cứ cuộc trao đổi nào cũng khó xảy ra. Bên cạnh đó, ông Peskov khẳng định, nhìn chung, các cuộc trao đổi tù binh đã diễn ra thường xuyên và Bộ Quốc phòng Nga đã xử lý các quy trình này. Nga đang sử dụng chiến thuật thiêu trụi xóa sổ Severodonetsk. Thành phố bên bờ sông Siversky Donetsk chảy qua miền đông Ukraine là mục tiêu chính của Nga trong những ngày gần đây, khi Moscow cố gắng bao vây các lực lượng Ukraine ở phía đông và đánh chiếm hoàn toàn các tỉnh Lugan và Donetsk. Tại Mariupol, sau khi hàng trăm chiến binh Ukraine cuối cùng đã hạ vũ khí vào tuần trước sau cuộc vây hãm kéo dài gần 3 tháng, các đội giả phá bom mìn của Nga cũng đang tiến vào bên trong lãnh thổ nhà máy để phá bom mìn. Một chiếc xe ủi đất bọc thép khổng lồ sơn chữ Z màu trắng, vốn đã trở thành biểu tượng cho cuộc tấn công của Nga, đã đẩy các mảnh vỡ sang một bên khi một nhóm nhỏ binh sĩ tìm đường qua đống đổ nát bằng máy dò kim loại. Một người lính Nga cho biết, nhiệm vụ là rất lớn, quân Ukraine tự đặt mìn, chúng tôi cũng đã đặt mìn trong khi ngăn chặn đối phương. Vì vậy, chúng tôi có khoảng 2 tuần để giải quyết những việc này. Thống đốc Lugansk Sergei Gaidai cho biết, Nga đang sử dụng chiến thuật thiêu trụi và xóa sổ Severodonetsk khỏi mặt đất. Theo ông Gaidai, Nga đang cố gắng tiến công nhằm từ ba hướng để tràn qua Severodonetsk, cắt đứt một đường cao tốc ở phía nam và băng qua sông xa hơn về phía tây tại Bilohovivka. Theo báo cáo của hãng thông tấn RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã tiêu diệt một đơn vị pháo M777 do Mỹ sản xuất.
Ukraine triển khai nhiều pháo M777 do Washington cung cấp ở tiền tuyến. Lô hàng lựu pháo M777 là một phần của kho vũ khí khổng lồ từ Nhà Trắng để giúp Ukraine chống lại Nga và được coi là đặc biệt quan trọng vì tầm bắn xa và độ chính xác của nó. Các phương tiện truyền thông Nga cho biết lực lượng Nga hiện kiểm soát 95% Lugansk. Các lực lượng Ukraine thì vẫn đang nắm giữ Severodonetsk và Lysychansk. Thân lừa ưa nặng, ảo tưởng về cái gọi là Mỹ, NATO sẽ giúp Ukraine đánh Nga, bảo vệ Ukraine đã làm cho Zelensky phải gánh chịu hậu quả thảm khốc như hôm nay. Giá dầu, giá khí đốt tăng cao khi Mỹ cấm vận Nga. Mỹ sẽ thay Nga cung cấp dầu khí đốt với giá đắt cắt cổ, kiếm bộn tiền từ việc bán vũ khí cho châu Âu. Nga dù thắng nhưng cũng tổn hao nguyên khí nặng nề. Zelensky nhận ra vấn đề thì đã muộn. Đất nước hoang tàn, lòng người ly tán, mất đất, mất dân. Giá như Ukraine có lập trường vững chắc như Belarus,